Giờ mấy con thấy mình đi những cái ballroom của Marriott hay là Sheraton hay là những khách sạn lớn 5-7 nghìn người, cái ghế nó vậy phải không? Rồi cũng làm đó là Hồ đang nói về mấy khóa tu của mấy ngồi thiền của ông Phúc hay là cái thầy kia đó, mấy con thấy có đã hơn ngồi dưới đất này không? Có mùi cỏ đúng không? Ví dụ nói vậy đó, đừng nói chi mấy chư thiên đây với mình nữa, còn mấy đệ tử là mới đã nhất này bác nữa nè. Hiếm có sư phụ. Hiếm có hả? Dạ. Cái núi này á, hồi đó sư phụ tính là mấy cái này nè, bỏ mấy cục đá này giờ mua cũng không có nè. Thì lúc mà đức thầy mà về qua Mỹ sư phụ á, ngài sẽ ngồi ở đó, cho nên đó nó có mấy cái lỗ cây sắt á, dù có mấy cây dù á, thì hồi đức thầy chỉ cần kiếm cái ghế này ngồi với mình đem cái lo mà bán kẹo kéo ra là xong. Con biết cái sân này có thể chứa 5-7 nghìn người được á, con thấy nó ghê gớm hơn là cái convention center của nhạc rock and roll nữa, thấy vui không? À, nó sẽ có ngày đó. Thì lúc đó mới đúng là sấm cơ nó trúng đó, là Phật Di Lặc sẽ giảng pháp với cội Long Hoa, 3 tiếng sấm rầm. Thì lúc đó thầy xuất hiện ở miền Nam nước Việt đúng không, thì ngài sẽ giảng pháp ở núi Cấm là ngay chỗ đó, trước là đây cao đồ nhí độ đó quá trời rồi, thì làm cho chấn động thế giới, tại thế giới bây giờ chưa có biết là Phật Thánh Tiên hạ phàm, sư phụ hạ phàm nhưng chỉ có nhóm mà mấy con biết thôi. Còn những vị khác á, với mà đức thầy đó thì là cực kỳ trong sấm cơ, mà ở CIA với Pentagon của Mỹ á, họ cũng có kinh sấm của Hòa Hảo nữa đó, thì mình không biết, họ nghiên cứu hết thế giới, họ nghiên cứu, mà đến khi đức thầy xuất hiện á, là tiếng sấm đầu tiên sẽ làm chấn động trên những lãnh đạo, nó giỏi lắm, mà chỉ có chừng 10 thằng lãnh đạo thôi, giống như Putin, Tập Cận Bình, Thủ tướng Anh, Thủ tướng Nhật, Thủ tướng Úc, Thủ tướng Pháp, rồi Trudeau gì, Canada, đại khái chỉ có 10 thằng thôi. Mà 10 thằng đó mà chấn động, nó ngồi, nó gãi đầu một cái là gọi là tiếng sấm đó. Cái đó nó còn hơn là mấy trăm cái bom nguyên tử mà đứng bấm qua bấm lại, con có hiểu không? Thì cái đó mới gọi là tiếng sấm. Hôm nay mình nói off the record, phụ nói thôi. Đó là tiếng sấm thứ nhất, mới gọi là chấn động thế giới. Thế còn bây giờ Hiroshima hay là Kawasaki nó nổ rầm rầm rầm, ở bên kia giỏi lắm, là mình bên đây mình cũng vẫn phê phê, vẫn đi shopping, vẫn đi ăn cà rem như thường, đâu có ảnh hưởng gì đâu. Tôi đâu có nghe nó nổ ở bên Hiroshima hay là bữa nay thằng Nga nó bắn vô Ukraine đi, mình đây mình đâu có biết, thì đâu gọi là chấn động thế giới. Điện tâm thứ nhất. Nhóm thứ hai, Thiên Long Sơn. Lại đây. cái dân mà ở đây nè, cái đám thổ tả mà sáng sư phụ than đỡ với cha mẹ đó, cái điện chỗ mà lập ra cái đạo Thiên Tâm là mình trên đó vậy đó, mà nó rất là màu nhiệm linh thiêng, ra được một cái đạo cứu nhân loại, mà cái đám thổ tả nó đòi đập cái điện mẫu hoài á, con thấy nó ác không, mà đòi đập gần biết bao lâu nay, tới ngày hôm nay cũng đòi đập nữa đó. Thì con nghĩ như thế nào mà trong khi á Jerusalem á, Chúa đã tái lâm rồi, không còn bên Jerusalem, vậy mà họ cứ giành với nhau, họ đi lấy cái gì không biết, mà giết biết bao nhiêu người chết gần cả nghìn năm nay, mà trong khi cái chỗ lập cái đạo để thống nhất thế giới mà họ cứ đòi đập. Thì con thấy chúng sanh nó vô minh không, sau này nó có hối hận không? Thì lúc mà đức thầy sẽ giảng pháp ngay 4 cây long hoa đó, mình gọi đó là cây long hoa luôn nha, cái cây magnolia tiếng Việt Nam á, bển là đâu có biết, bển đây mình biết magnolia, miễn cái bông của nó là bông trắng, là tinh khuyết, tâm hồn trong trắng, cái bông này đẹp lắm, thơm không à, cho nên nhà mấy con nên tập trồng cây này đi, cây này nó có cái tâm linh trong đó. Rồi là tiếng động thứ hai, nổ cái ram,
là cả cái dân ở Mỹ này, ở Mỹ này là đàn anh lãnh đạo thế giới đúng không? Yeah. Mà khi mà đứa thầy qua Mỹ một cái, có phải là làm sao? Hồi bữa hổm nổ một cái mấy thằng đó hơi nhức đầu rồi đó, nó vô nó phải uống mấy cốc rượu chát rồi không? Để mà đứa thầy qua Mỹ mà giảng pháp một cái nữa, chắc là nó uống hết chai hết cô luôn á. Mang thủ tướng á, nó nói, tôi phải làm sao giờ, tôi tính gì cũng không bằng nội này tính. Nó phải nhức đầu chứ làm sao, tôi có tấn công ai làm gì làm đâu bằng ông Phật này tính. Nó phải là một vị Phật xuất hiện là chấn động cả thế giới không, là hai tiếng. Tiếng thứ ba thì cả đám tụi nó rước ngài lên, lên Hội đồng Liên Hợp Quốc ngồi nói chuyện cái ông luôn. Có phải là xong không? Lúc đó là đây chỉ về hướng Nam, tụi mày đây nước Việt là thánh địa. Rồi ngài nói cái gì nó sẽ nghe. Rồi lúc đó ngài sẽ nói đây là cao đồ của tôi này nghe, đó là thấp đồ nhí đồ. Vui quá sư phụ ơi. Rồi thì cái đó là 90% sư phụ tính là đúng là như vậy. Ở trên cũng có nói. Đây sư phụ hỏi ba tiếng sấm nổ là cái gì, mình đang nói về cái ý nghĩa ba tiếng sấm nổ trong kinh đó. Nó không phải là bắn pháo bông hay là ba tiếng AK hay là cái gì là ba tiếng sấm nổ. Mấy vị trên trời giải thích mà. Ba tiếng sấm nổ là ba bài pháp. Còn cái bài mà cuối cùng bài thứ ba mới kinh hoàng, nó phải là gom hết mấy thằng lãnh đạo thế giới lại để Phật dạy cho tụi nó một bài học. Đó là mới là sấm nổ. Xong luôn. Justin Trudeau. Tổng thống Canada. Xong hết hả? Là xong luôn. Tức là kéo màn luôn rồi. Tức là tất cả các nước phải về chậu nước Việt. Thì lúc đó vua lên làm vua nước Việt rồi. Thì lúc đó dĩ nhiên ngài lên Liên Hợp Quốc, ngài mà nói chuyện thì ngài nói cái đạo này là cùng một người sáng lập từ Công giáo qua Hồi giáo, bây giờ ra cái này thì giờ là 3/4 quả địa cầu đạo hội, 3/4 còn lại là Công giáo cũng cùng một người sáng lập, thì có nghĩa là cái gì? Có phải thế giới phải đại đồng không? Mình sẽ có bởi vì về phần tâm linh á, những nhà thần thông học mà của bên Công giáo hay của Hồi giáo á, nó cũng có một chút xíu gọi là tâm linh điển đó. Mấy vị trên trời cũng nói cho tụi nó biết chứ bộ. Đó là cái thiệt của tụi mày á. Vậy thôi, vậy là xong. Hồi xưa đó sư phụ, cái okay, con phải nên nhớ nghe, ở dân miền Tây á, người ta rất là hiền, tu rất là giỏi, cao đồ qua Mỹ thì cũng bớt like rồi, nhưng mà khi mình sùng bái quá đó, mình nói quá đó, nó sẽ phản ảnh ngược lại, làm cho dân miền Trung, miền Bắc không có tin. Làm gì mà có ba tiếng sấm nổ rồi có ông Năm Chèo rồi đi nuốt người, mà nếu mà nói vậy dân Bắc nó phải là tự nhiên mình muốn gieo cho họ cái thiện, cái lành, cái sấm cơ mà họ nghe cái hậu quả. Có công nhận không cao đồ? Mình là người đệ tử ruột của Đức Thầy, mình nói thiệt á, sư phụ ngồi đó. Mình phải nói cái gì đúng nói. Tại vì sấm cơ mới vậy dạy theo lý, chứ không phải là dạy theo cái đối chất của người đời của mình. Mà cứ tính theo ở Việt Nam á, là cứ nói theo đối chất không. Mà đa số bây giờ cả ngàn kênh chỉnh chút xíu gì họ cũng quay lên chứ. Mà nói để chuyện gì xảy ra cái họ gáp rồi Đức Thầy nói ất dậu của gì họ gáp vô. Không có đúng nữa. Đa số là nghe kênh này trước rồi họ nói sao mà. Mấy cái đài khác cũng vậy. Trên cái thế giới này chúng ta là người có đại phước ngồi đây ngay cái đỉnh núi này. Đỉnh núi này là cái đỉnh nó duy nhất mà liên lạc về với các vị bề trên. Ngoài ra nếu có cái thứ hai nó sẽ làm xáo trộn một chút. Chỉ có nơi đây duy nhất thôi.
thế gian này chỉ có mình sư phụ là 112 người con xuống trần thời nay thôi, không còn người thứ nào khác ở ngoài đó, ai nói là giả. Họ có thể nói hay hơn sư phụ, họ có thể viết văn hay là làm đủ chuyện hay, nhưng mà coi lại kỹ hết, tánh tình hay là những cái lời mà nói về tiên tri mà để cho nhân loại bớt có cái sự phòng ngờ khi chết chóc hay là cho gia đình có lợi, quốc gia có lợi, họ không có biết nói. Chứ còn nhớ cách đây khoảng 3-4 năm trước chứ không biết, nguyên cái phái đoàn phỏng vấn rùm đó, tại vì người Hoa đó, người Tàu, sư cô vừa lĩnh sư họ rất là giàu nghe con. Cái bức tranh của bả mà đi đâu giá thôi tầm mua 700 nghìn á, còn cái mặt của sư phụ đưa ra không biết ta bán được 70 sen ta mua không nữa. Ở nó ngộ vậy, đời nó ngộ. Rồi cái nguyên cái băng lên đây ngồi là ngồi sau lưng cho tổ, rồi cái quay rồi đưa một đống, có luật sư nữa kêu sư phụ ký để mà phỏng vấn thôi mà làm cho mình đùm ra người Đài Loan không à, người Hồng Kông. Họ có cái băng cộng với mấy người Việt Nam. Cái vấn đề là phỏng vấn thì phỏng sao mình nói như vậy. Họ cứ chăm chú vào một cái câu của sư phụ nói. Sư phụ tôi có phải là con Di Lạc không? Chưa gì đã hỏi sư phụ tôi có phải con Di Lạc không? Mà trong khi mình là người mình nói không. Cổ chỉ là một cái cô hồi tiền kiếp ở bên Thái Nam Y, có đắc đạo bên đó, cứ là tu mà cũng kiểu hòa thượng vậy thôi à. Hôm nay tái sanh lại biết chút đạo pháp, chứ không có phải Phật với Lạc. Có nhiều thôi, cái họ nổi giận họ kéo đi về. Tại vì sư phụ biết được người nào mà không có phải. Không phải là mình nói là có, mà ở trên á là phải nói mình là ai, chứ không phải tự mình nói mình là ai. Còn những ngày đầu sư phụ ra đời, hai bài kinh thiên sư phụ phải giấu rất là kỹ, là tự nhiên đó ta đọc bài kinh thiên ta tưởng là của sư phụ viết rồi, cái nói là ban cho thái tử là người lập ra thiên. Cái bài kinh thiên thứ hai năm 2017 đó rõ ràng có, đúng không? Mà sư phụ còn phải giấu. Đến lúc này thì mấy việc chưa đừng có giấu, thì mình cứ nói đừng có giấu thôi, chứ những năm đầu phải giấu. Rồi cái bài kính thiên năm 1980 là mà nửa đời nửa đạo, rồi đây nắm giữ gian sang. Cái thủ đâu phải là nói câu đó, đó là lời của Phật mà, đúng không? Thủ đâu có ham gì cái nước Việt đâu, đâu có ham gì chính trị mà để cho tụi nó ấy mình, ghét mình đâu. Cho nên cuối cùng á, chứ không phải là người thích lên mạng mà phô trương nghe nói mình này nọ. Hai bài kính thiên đã nói trước hết rồi. Mà bây giờ mình mới nghĩ, mấy vị đã nói rõ trong hai bài kính thiên, mà nhờ hai bài kính thiên mới độ được một số người lì lợm cứng đầu. Con có hiểu không? Chứ đâu phải là thôi con cứ làm mặt dày đi, cha mẹ nói rồi đó. Mà có nói rồi, bỏ ra mua một đồng trúng tờ giấy số 2 tỷ họ cũng vẫn không mua. Họ thấy chúng ta nó lì không? Thì bà kiến thiên nói rõ rồi đó. Mà mua tức là đặt là trúng, đặt để đi về trời á, lên thì bất nhã nè. Vậy mà cũng không chưa đặt. Cho nên bây giờ nếu mà người nào mà ngồi mà suy gẫm rồi đi, hai bà kiến thiên nói trước đã ra rồi, trước đi sư phụ lên mạng rồi. Không có nổ. Cô biết cô là ai thiệt mà.